Mua Yamaha tiết kiệm nhất qua cực chất. Tải ứng dụng My Yamaha để trúng thưởng 5 xe Genus và 100 đồng hồ Apple Watch. Tặng 2 triệu đồng thì mua Grande hoặc Genus, 7 triệu đồng thì mua Frico S, 5 triệu đồng thì mua Frico bản tiêu chuẩn. Quắc 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 quắc, quỷ tài xế taxi, ve yeah, bả quất bao vô tường cái rắm, dội ra. Trời đất ơi. Ừ, Lâm nhớ Lâm đang diễn sân khấu Edicap. Quỳnh điện, anh ơi bị xe đụng ra, anh ơi bị xe đụng rồi. Ủa em bị xe đụng cái gì? Nó taxi đụng em, taxi đụng em để em đi cấp cứu nhà thôi nha. Nhiều hơn quay, cứ mình tập từng đi quay một lần vậy đó. Sáng Lâm đi tập bài rồi vợ Lâm bắt đầu từ ở thành phố bắt đầu xuống dưới quê mà đón xe, lúc đó có xe hư rồi nhưng mà không có tiền đổ xăng. Xong rồi vợ phải đón xe từ thành phố về tới Đồng Nai mà mỗi lần sáng bắt đầu sáng nấu cơm cho Lâm đi quay xong rồi vợ bắt đầu từ ở thành phố xuống Long Thành Đồng Nai và một ngày đẹp trời cái bụng trần dần đó. Bây giờ mới nấu cơm từ thiện, muốn cho đứa con mình nó tốt, muốn cho nó khỏe mạnh, lúc nào cũng đi từ thiện hết trơn trọi á. Và từ ở dưới thành phố Hồ Chí Minh bà xuống dưới Long Thành mới đón xe và đang xe quắc 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 quắc, quỷ tài xế taxi ve yeah, bà quất bà vô tường cái rắm dội ra. Trời đất ơi. Ừ, Lâm nhớ Lâm đang diễn sân khấu Edicap. Quỳnh điện, anh ơi bị xe đụng ra, anh ơi bị xe đụng rồi. Ủa em bị xe đụng cái gì? Nó taxi nó đụng em, taxi đụng em để em đi cấp cứu nhà thôi nha. Ê, mà, không, lúc đó là sao trời? Có phải là đụng thôi nhưng mà sợ đứa bé, đó là không có cảm giác gì, nó là tỉnh queo luôn. Rồi chở với lên trển rồi cuối cùng không sao. Nóng ruột điện cho cha mẹ ruột chạy lên, con em rồi chạy lên, rồi quýnh chú tài xế. Rồi cái nói thôi, tao lỡ rồi quýnh thằng chi. Vậy thôi. Vậy phải không? Vậy thôi đúng không? Thì cái lúc mà là chị Lâm bồn á là mọi thứ nó suôn sẻ hết, đúng không? Từ khi mà có bầu bé Nhi, Lâm cảm thấy công việc Lâm suôn sẻ. Và lại là Hồng Thanh, chú Lâm Hồng Thanh bên Hàn Quốc đang đi diễn lưu diễn ở bển á. Xong rồi ở đây vợ đẻ phải 3-4 ngày sau mới về coi mặt con được. Vậy là cái lúc mà là khi mà là diễn ở bên bển á là chắc lòng dạ cũng rất là cồn cào, nó muốn về. Trời ơi, đúng không? Nôn cái lần đầu tiên làm cha khủng khiếp lắm, rồi nôn nao chỗ không biết coi mặt làm sao. Rồi mẹ điện lên trời ơi, nó về nó vừa đẻ ra cái miệng nó lớn nhất cái bệnh viện. Ai cũng biết con Lê Dương Bảo Lâm hết. Xong rồi mẹ chụp hình qua rồi cái miệng rộng quịch luôn. Trời ơi. Đúng là con mình rồi, hạnh phúc vô biên. Lần đầu thấy con, cái cảm giác đầu tiên khi mà là bế con vào lòng như thế nào? Vừa từ sân bay ở Tân Sơn Nhất xong rồi chạy thẳng xuống Đồng Nai luôn, chạy một mạch vô bệnh viện luôn. Và vô cái cảm giác đầu tiên nhìn đứa con mình nó giống y chang mình. Trời ơi, tự nhiên mà hạnh phúc khủng khiếp luôn, mà lại rờ mà nhẹ, không có dám sợ đau lên. Mà. Sợ đau con. Với lại xương nó mềm quá, không có dám mà ẩm lên bế thúc. Nhẹ và nhìn vô gương mặt của nó và nhìn vô ánh mắt vợ và cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Lâm đó là hai đứa rồi đúng không? Đứa thứ hai chuẩn bị. Thì đứa thứ hai có gì thay đổi không hay là mọi thứ nó cũng y chang vậy? Đó là bây giờ là rút kinh nghiệm, tại vì khi mà vợ sinh nó rất là đau, nó là em có cảm giác sợ lắm, tự nhiên mơ từ từ và em nhìn thấy cái cảnh vật em sợ lắm, em có như là xuống âm phủ á, em sợ. Sinh thường hay sinh mổ? Sinh mổ. Đợt này thì Lâm nói là vô cái lịch á, tại vì sinh mổ cho nên canh cái ngày khoảng một tuần đó Lâm không đi làm nữa. Và kỳ này sẽ ở bên cạnh vợ luôn. Những lần trước thứ nhất là kinh tế khó khăn, buồn phải đi làm. Ngày là mỗi khi mà có show là mừng thấy bà luôn, buồn phải đi làm, bắt buộc phải đi làm. Còn bây giờ ổn định xíu rồi, vợ tôi đau lắm, khủng khiếp lắm. Nó em bị stress đó, em bị sợ, tự nhiên khi mà chụp thuốc mê vô á mà em cảm giác thôi thà chết sướng hơn á. Rồi bây giờ là bé thứ hai của Lâm, là Lâm làm bao nhiêu tháng rồi ta? Chứ bầu 5 tháng à. 5 tháng hả? Lâm đi làm thì ngày xưa Quỳnh hỗ trợ, hiện tại bây giờ ví dụ Lâm đi làm về mà Lâm thấy vợ Lâm like thì Lâm cũng chạy vô Lâm like, chứ Lâm không có quan trọng hình ảnh hay gì đó. Dạ. Không có sao, tại vì nếu mà khán giả thương yêu là thương yêu cái tính hoặc là thương yêu cái tài năng của tôi trên sân khấu hoặc là những cái hình ảnh trên sân khấu, còn những cái đó Lâm thấy bình thường lắm. Dù nó ồ trời ơi, mày làm diễn viên mà bây giờ ta cũng biết tới nhiều, mà mỗi lần mà like, ví dụ like gì Lâm cũng like hết, ví dụ như là vợ like bất cứ món hàng nào Lâm cũng nhả vô, nồi cơm điện chảo không dính, nói chung là cái gì tìm ra được cái đồng tiền thì cứ làm. Bé đầu tiên á là Lâm không có ở bên cạnh vợ lúc mà là vợ Lâm bồn, thì tới bé thứ hai là đã biết chắc chắn rồi khoảng thời gian đó là ok nha, tức là chuẩn bị xong hết rồi, kỳ này là cho vợ sinh tốt hơn. Lâm còn nhớ bé đầu tiên á là vợ Lâm bán bánh trung thu, bán mấy ngàn cái bánh trung thu mà nó để được 25 triệu đồng mới đi đẻ đó. Mà xuống bệnh viện không dám đẻ ở thành phố nữa, ở đẻ tuốt ở Đồng Nai á là không, để đỡ tốn chi phí. Thứ nhất là khi mà sinh là suy nghĩ rất là nhiều về khoản chi phí, thời gian này đã ổn rồi cho nên Lâm đã đặt ở bệnh viện luôn rồi, đặt tất cả mọi thứ. Bé chị nó thiệt thòi quá rồi, thế như là ăn uống cũng không ăn uống, ngay cả Quỳnh ăn 2 kg chim chim thái cũng phải suy nghĩ trong đầu á, cho nên nó quá thiếu thốn với bé thứ nhất rồi, cho nên bé thứ hai này quyết định là sẽ bù đắp
ngoài cái vấn đề bù đắp là chắc chắn là chúng ta phải làm rồi. Nhưng mà có một cái nữa nhắc nhẹ nha, nhớ chuẩn bị máy quay, chuẩn bị có ekip luôn cái đó nha, có ekip là ekip quay đàng hoàng, dựng đồ đầy đủ chứ phải quay biện hội luôn. Đã chuẩn bị xong hết rồi, tuyệt vời nè, nhớ nha, dù muốn dù không thì phải nhớ cái đó nha, để sau thôi, này vậy đó tôi đặt Google nghe chán rồi. Sức khỏe hiện tại bây giờ là của gia đình mình hoàn toàn ổn đúng không? Ổn, tất cả ổn. Vợ Lâm có bầu 5 tháng mà rất là mạnh, một ngày ra tới 4 like lận. Like liên tục bán mà không biết làm sao, trộm vía hay sao á. Người ta có bầu mà rất là mệt, còn đối với vợ Lâm cảm thấy không mệt luôn. Và cái công việc lúc nào cũng trong đầu khoái làm lắm, kêu ở nhà dưỡng đi mà cũng không dưỡng, mà tối ngày cứ làm like liên tục. Đang lái nhà đó giờ nè. Cái công việc của mình á, đa phần mình dành khá là nhiều thời gian cho cái việc lên mạng để mình livestream. Thì có bao giờ là cảm thấy là mình bị thiếu thời gian chăm lo cho bé không? Có chứ. Tối là bắt đầu khoảng 1 giờ đêm. Một đêm là xong hết, bắt đầu 2 giờ chồng bắt đầu thời gian đó ở bên cạnh con. Và nói chuyện nó rất là nhiều và cảm thấy bất ngờ với những cái lời mà khi mình không dạy, mình không bên cạnh nó, mà nó nói những cái lời rất là mẹ ơi con thương mẹ lắm, cha ơi con thương cha lắm, ví dụ những lời như vậy. Mình cảm thấy mình xúc động, mình không có thời gian bên cạnh con, mình phải bắt buộc phải như vậy rồi. Nó bị bây giờ nó bị ghiền cái iPad rồi, nó bị ghiền cái điện thoại rồi, tức là không có chăm lo cho nó nhiều, không có nói chuyện với nó nhiều, cho nên bây giờ mở mắt nó cầm điện thoại quá. Bây giờ lấy ra là nó khóc đúng không? Lấy ra là khóc, hay là khóc. Ngày xưa lại không có, ngày xưa lúc mà công việc chưa nhiều thì cha mẹ ở bên và chơi với bé nó là nhiều. Ráng lên Google cách để làm sao mà là cai nghiện iPad cho trẻ. Tìm hiểu không, trên Google cũng có nhiều bạn cũng làm rồi. Xong rồi tối bé ngủ xong vẽ hai con mắt đen thui cho lùi đó, nhớ không? Xong rồi sáng đưa kiến nè, con ơi con coi iPad nó mắt con đen thui lùi nè. Cũng có những ba mẹ cũng bày những cái kế đó để giúp con mình cai cái iPad rồi. Hiệu quả không ta? Cũng thấy hiệu quả đó. Có thử bây giờ chưa? Chưa, bây giờ thử chưa, giờ thử làm sao đây? Thì bây giờ tối ngủ lỡ quạch cái rồi ngày mai nói vậy con. Giống như bây giờ là kiếm cái app nào đó mà giống như để lên cái là dùng mặt em bé ra hình quỷ đồ này đó, là chắc chắn đâu. Tiếp tốt đồ. Vừa để lên cái ra mặt quỷ cái nó sợ quăng ngay bát liền. Hiện tại bây giờ là gia đình Lâm có ra một cái kế hoạch cụ thể nào, ví dụ là một tuần á là phải đi chơi một ngày, hay là trong khoảng thời gian nó dù bận cái nào đi chăng nữa thì là cũng phải có một cái bữa cơm gia đình ấm cúng, thì mình có một cái khoảng thời gian cụ thể để nào cho những cái việc đó không? Hiện tại là chưa có thời gian mà để bữa cơm gia đình thì chưa có. Chưa có luôn hả? Nhưng mà hai vợ chồng lúc nào cũng phải ở kế bên nhau. Ví dụ như là Lâm đi quay về rồi Lâm phải chạy xuống Long Thành Đồng Nai, hoặc là vợ Lâm từ Long Thành Đồng Nai chạy lên Sài Gòn, hai chồng lúc nào cũng phải ở bên nhau. Chứ không phải là vợ chồng Sài Gòn là vợ ở dưới quê, tất cả buôn bán là ở dưới quê hết. Tại vì phong thủy hay sao Lâm để ý trên Sài Gòn Lâm bán được, mà bây giờ tuốt ở dưới miền xa xôi Lâm bán mới có khách. Hợp đất rồi, cho nên hai chồng lúc nào phải tách ra, một Lâm quay xong Lâm về với Long Thành nay, hoặc là khuya Lâm quay ở thành phố xong rồi Quỳnh chạy lên. Đó là lúc nào đêm cũng phải ngủ với nhau, ở bên cạnh nhau gia đình, và trước khi ngủ là vợ chồng con cái là phải trò chuyện khoảng 1 tiếng đồng hồ mới ngủ. Cái chuyện ăn uống của bé là nó có chiếm nhiều thời gian của hai vợ chồng hay không? Đưa ngoại nuôi, đưa cho bà ngoại tất cả mọi thứ sinh hoạt, ăn uống bà ngoại nuôi. Nhưng mà bé Nhi không biết làm sao không chịu lớn. Nó cứ nhỏ hoài. Mấy tuổi ta? 2 tuổi mà bà chút xíu rồi siêu à. Mà bà nói nhiều quá trời nhiều. Bà nói nhiều, bà phát triển cái miệng thôi. Mà con người bà không có phát triển. Rồi mấy bà già, mấy cô ở kế bên á. Hay quở hả? Không, mà bé Nhi có một bộ đồ nó mặc hoài. Có nghĩa là cái bộ đồ hồi nhỏ nó đến bây giờ nó 2 tuổi nó vẫn mặc cái bộ đồ đó. Mà nó thích mà. Nó thích luôn. Rồi mấy bà bên hàng xóm mấy bà nói chỗ con nít là không cho mặc đồ cũ như thế này, bởi vì á nó sẽ có cái huông luôn á, phải thay đồ mới cho nó, phải thay đồ rộng cho nó để nó còn phát triển nữa. Bữa nay mới mua đồ mới cho bà đó. Bà mặc bộ đồ từ lúc bà 8 tháng đến giờ 2 tuổi vẫn một bộ đồ. Sự phát triển của trẻ nó không phải là đứa nào cũng giống như đứa nào đâu. Nó hoàn toàn khác nhau cả. Giống như là trường hợp của bé Bảo Nhi đi, chỉ có 2 tuổi thôi, nhưng mà là cái khả năng hoạt ngôn của bé cũng như là cái sự lanh lợi của bé. Có bé nào ở trong thời điểm đó mà là bằng Bảo Nhi đâu. Lâm nghĩ là khi mà cha mẹ mình mà truyền cái năng lượng cho con mình á, truyền cái năng lượng tích cực. Ví dụ Lâm về Lâm hay giỡn với con mình lắm, hay nói chuyện với con mình. Ví dụ đi làm thì không nói gì, nhưng mà khi về nhà bắt đầu hai cha con bắt đầu nói chuyện, bắt đầu quăng miếng đồ này nọ và quay clip đó. Khi mà bé Nhi thấy điện thoại mà nó tương tác cái máy, và Lâm truyền cái năng lượng tích cực của mình cho con của mình. Và Bảo Nhi nó nói rất rất là nhiều. Và Lâm nghĩ những gia đình khác cũng vậy. Mình ví dụ như là tập cho con mình đọc sách, tập cho con mình chơi, mình truyền những cái tích cực cho con mình, thì con mình chắc chắn sẽ thừa hưởng những cái tích cực đó của mình. Cụ thể á, là cái trò chơi mà hai cha con chơi với nhau á, là trò gì ngoài cái việc trò chuyện? Tại vì xìm xầm mà trên 50 để cái này hết trò rồi. Bây giờ coi như là bây giờ chơi nó hết trò rồi, không còn cái trò gì hết, cho nên là trai rất
là cần kinh nghiệm của mọi người. Cái trò chơi mà Lâm với Bảo Nhi hay chơi là trò chơi quay clip thôi à. Quay clip vụ Bảo Nhi chơi gì chơi. Hỏi búp bê làm sao, dần dần là hai cha con trò chuyện một cái trò chơi. Ví dụ quay clip ra hái bầu, cho con hái bầu hái bí, xong rồi cho con đi cho chợ bán, rồi bắt đầu quay cái clip lên chợ, bỏ bà ngồi ngoài chợ luôn. Có nghĩa là cho qua nhập hết tất cả mọi thứ ra chợ, ra vườn, nói chung là ví dụ con chó là gặp cho chơi với con chó, con mèo, con gà chỉ và cho tiếp cận luôn. Thực tế đúng không? Ừ. Có khá nhiều gia đình nha, rất là ngại những điều mà là Lâm vừa chia sẻ là họ không có để cho con của mình tiếp xúc lại mọi thứ nữa. Họ sợ. Dơ. Vi trùng, vi khuẩn đầu giữ con mình khư khư vậy đó. Quan trọng sức khỏe con. Nhưng mà tùy cách, lý do em thấy con Lâm như Lâm mua một xe tải cát luôn. Xe tải cát làm gì em đổ ngay sân đó. Rồi Lâm mua mấy cái đồ mà xúc cát, xúc đất, đồ cho ba đứa nhỏ ngồi đó nó chơi. Và Lâm thấy nó chơi, nó hăng say, rất là vui. Và nó ăn nhiều hơn. Và tinh thần nó thoải mái hơn. Và nhiều khi Lâm thấy nó ngồi trong phòng, nó ù rì, nó cầm điện thoại, nó ù lì, nó bị buồn buồn sao á. Nhưng mà khi mà Lâm cho chơi ngoài, cảm giác bé nó lanh hơn. Năng động nó hơn. Nó năng động hơn. Tuy nó hơi dơ một xíu, nhưng mà cũng phải ảnh hưởng đến sức khỏe. Không làm sao mình lao, mình rửa sạch sẽ, vấn đề đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua một cái mục mà là chắc hẳn là Lâm vui lắm. Vui lắm. Vợ tôi vô số tội. Kể giờ bà có tật xấu gì cần thay đổi nè. Tật xấu nhiều lắm thì nói hoài, có bộ đồ mặc hoài đó. Lên like cũng vậy luôn, trời ơi, thiệt sự luôn. Ai cũng biết Quỳnh là vợ Lâm hết. Và cái lượng fan của bà khủng khiếp luôn. Mỗi khi bà like khoảng 10.000, mấy ngàn người coi, có bộ đồ mặc hoài. Không phải bộ đồ hoài, có một kiểu đồ mặc hoài. Bộ đồ bà là khoảng 40-50 ngàn, bà mua lần lố rồi đó. Bây giờ bà mặc bà thay đổi liên tục. Giống như đồ bộ đúng không? Thức khuya, không chịu ngủ, ví dụ chốt 11 giờ live stream xong. Bắt đầu từ 3 giờ sáng bắt đầu ngồi chốt đơn. Rồi tất cả mọi thứ là lo ôm đờm hết. Nhà nhân viên rất là nhiều nhưng mà sợ khách buồn, sợ đôi khi chăm sóc khách không tốt. Tất cả ôm đờm vào cái bản thân mình. Không có cách nào để giúp bạn ngủ sớm hơn được nữa. Bây giờ cái thói quen rồi. Và bà đam mê công việc đến nỗi bà nói trời, đẻ xong 5 ngày chứ bây giờ em phải đi bán lự quá. Không là nôn công việc như vậy. Chỉ vừa mới sinh ở 5 ngày mà đã nhớ công việc và bắt đầu muốn đi làm lại rồi thì nó thực sự rất là áp lực đó. Thì cũng nói rất là nhiều luôn, thì bà nói vậy thôi chứ bà làm không được đâu. Bà nghĩ vậy. Nói là vậy nhưng mà sức khỏe có cho phép không? Sức khỏe cho phép. Lúc đó muốn làm mà sức khỏe không cho phép mà sao làm? Làm nói chuyện hở chỉ chết tết chỉ không được đâu. Nói vậy và bà không nghe được. Bà bị cứng đầu lắm, thật sự bị cứng đầu lắm. Dù trai cũng biết, dù vợ mình không phải mình nói cái gì là nghe đâu. Nó cũng có chứng kiến của nó. Dù nhiều khi nói chuyện hai chồng cãi lộn luôn. Cũng nhiều lúc nói là nghe, mình nói cái đó biết là bà sai á, nhưng mà bà phải nói là một hai câu đó để như là chống cự lại lên bàn lên bàn. Lâm là hai từ, trai có một từ một à. Dữ, cái thương chị họ mình nhiều không? Thương chứ, rất là thương, cho nên dù nhiều khi Lâm đi làm về mệt, Lâm thấy vợ Lâm like á, like mà nó khang tiếng, khang đặc tiếng luôn. Rồi Lâm vô Lâm lên phụ rất là thương luôn. Rồi tối cũng búp tay búp chân đồ, cũng năn nỉ đồ, kêu giảm bớt công việc đi. Mà thật sự cũng đam mê, live stream cũng ghiền luôn, hai chồng ghiền. Thiệt, live stream bị ghiền nha. Live stream không phải ai muốn like nha. Nó có duyên tao mới coi chứ nó không duyên ai đâu coi. Trời ví dụ như là ở nhà rất là nhiều đồ công việc nữa. Nhưng mà rảnh cũng bắt đầu làm bánh trung thu đồ bán. Xong rồi bị bơm xong rồi đem bánh trung thu về bị móc xong rồi khóc. Nó vậy đó, cái luân hồi vậy đó. Cứ tối ngày vậy hoài. Có nghĩa là thích công việc và thích làm những cái thứ mà do chính tay mình làm. Khó để mà khuyên lắm ha. Vừa thích công việc mà vừa cứng đầu nữa thì cứng đầu nữa hơi căng. Căng này hơi khó. Khó cứu quá hả? Khó cứu quá. Này phải tự cứu thôi. Bây giờ là mình chuyển qua một cái mục đi. Tôi vô số tội. Tôi hả? Hồi nãy là vợ có tội không? Như là chồng có tội hay không? Thì có cái tội lớn nhất mà cũng phát hiện rồi. Dù trước ngày em cưới, ngày mai em cưới, ngày hôm nay quyên bày trời dẫn đi chơi bia bọng đồ này nọ. Đó là giấu được vợ rồi. Nhưng mà mai cái thằng bạn nó đăng lên. Có bạn mặt mình trong đó. Chết chưa? Bạn hại luôn. Tội này mình chấp nhận được. Tại sao ngày mai cưới mà hôm nay mình đi chơi đám bạn là cũng như là... Ý là ở nhà cũng không lo gì, đủ thứ chuyện phải lo. Bây đám cưới ngày mai rất là nhiều thứ phải lo. Đủ thứ luôn mà tối bắt đầu mà không biết lái xe nữa. Mà phía 12 giờ vợ từ Long Thành Đồng Nai lên chở đi chơi, về thì chở về nữa. Nói là nói vợ đi làm. Xong rồi bả lên, xong rồi mai cái thằng bạn có chung Facebook luôn. Đăng hình lên, rồi giận luôn. Bây giờ còn chơi với thằng bạn đó không? Có. Mà là lâu lâu cũng thiệt hiện cái đúng không? Nhậu bia vô thiệt hiện cái. Hồi đó Lâm tham công việc lắm. Ví dụ như là cứ chiều 5 giờ đám cưới. 5 giờ đám cưới là 8 giờ Lâm diễn ở IDCAP. Mà vẫn nhận luôn, thấy ghê không? Vẫn nhận luôn, tức là tham công việc như vậy. Mà không hiểu làm sao nữa. Tức là đang vừa làm lễ xong còn cô dâu không? Còn cô dâu không? Cái chú rể đi diễn rồi, chú rể đi diễn cũng là còn nhớ diễn IDCAP.
Mà tự nhiên khi mình bây giờ mình nhìn lại mình nói trời cái ngày đó ngày vui của mình, mà mình cũng không được trọn vẹn với vợ mình nữa. Cảm thấy buồn và hối hận lúc đó. Tại vì không phải là không dám nói, nhưng mà lúc đó mình còn nhỏ trong sân khấu lắm. Nếu như mà bữa đó mình nghĩ tất cả cô chú làm sao đây, biết nói làm sao đây. Có cái loại dấu quỷ đen gì không? Không, trời ơi, cái thẻ của Lâm á, khi mà tiền bạc Lâm đi diễn chuyển vô ngân hàng thì Quỳnh giữ cái đó. Còn Quỳnh đưa cho Lâm cái thẻ của Quỳnh. Khi mà Lâm rút tiền sẽ báo bên bên Quỳnh biết. Tôi là con cháo thẻ đó, trộm lông cháo phụng đó. Tất cả mọi chi tiêu Lâm, dù khi mà Lâm rút tiền là vợ Lâm biết hết. Ồ, anh em là xài gì vậy? Còn bữa nào mà lấy được tiền tươi là rất là mừng. Có khi em cũng được. Tiền tươi nói gì nữa, thường thường đa số ít tiền tươi lắm. Ngoài tấu hài mới được tiền tươi thôi. Tấu hài. Có nhậu không? Không, Lâm không nhậu. Ngày xưa thì hay đi chơi rồi nọ, nhưng mà từ khi con á thương sức khỏe mà Lâm tưởng yêu cũng sợ chết á, nay rất là sợ luôn á. Thức khuya cũng sợ, bây giờ lốt ngày bồi bổ xăm rồi nọ, trời bây giờ lỡ nhưng mà mình có chuyện gì cái không biết như thế nào luôn á. Ai lo vợ con đúng ai không? Lo vợ con cha mẹ luôn. Bầy em chưa lớn chịu được vai gánh nhọc nhằn nữa. Nhậu quá đúng không? Ông đó, ông có vừa trước có thôi, bây giờ cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều phải không? Từng đi mấy lần? Hai lần à? Ừ. Nhưng mà ở nhà không đi đâu hết á. Quá tuyệt vời, nhậu ở nhà có nhậu gì? Ở nhà. Ai dọn? Mình vợ dọn luôn. À, được. Bây giờ okay. Vợ đang bầu chỉ dọn cho nó đá khỏi đường luôn. À. Thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí tí xíu bằng một trò chơi nho nhỏ nha. Vui không? Không biết vui không, thì quan trọng là do bên đây. À, chứ mình chỉ là MC thôi. Người mang tiếng vậy? Cười là bên đây. Rồi. Siêu bố trổ tài sẽ được phép bắt đầu. Trò chơi này rất là đơn giản, chắc hẳn là ai cũng chơi rồi. Rút gỗ, ai làm đổ cái này thua. Đơn giản ha. Đây, có một cái cục xí ngầu, trên đây là có khá là nhiều màu, đỏ, cam, vàng. Nói chung là lắc rồi. Nhiều đó, lắc màu nào chọn màu đó. Lắc màu nào chọn màu đó. Đây là có một cái là không màu nha, là rồi. Chỉ có trên đây thôi. Rồi. Không cần thiết nha. Rồi xin mời hai bố. Ủa hai đứa chơi hả? Hai đứa chơi thôi, này ngồi coi. Dạ. Ừ. Xanh. Thôi xuống đây nhanh vậy. Nhưng làm cái hào quá, cười hoài luôn. Làm cái hào quá, cười hoài. Tự nhiên chương trình kết thúc lẹ quá. Ê, nó ế vậy. Ê, đụng vô cái nào lấy cái đó nha. Ủa vậy hả? Ừ, đụng vô cái nào lấy cái đó nha, chứ không có được chọn đâu. Đục mấy cái dưới á. Dạ. Ở giữa đó, đó. Trời ơi, khó luôn. Ê, đừng có đụng vô bàn. Cái nào rớt luôn không? Không biết. Chơi này cực quá. Mọi người đang đến thở luôn á. Cực quá nha em ơi, đừng có chơi cái này nữa em ơi. Em ơi đừng có chơi này nữa, sao nó không ra vậy? Ok. Trời ơi, chơi gì kỳ vậy? Ê sao nhanh vậy? Màu xanh nữa là cười hoài luôn á. Đừng có đụng với các bạn. Ghê quá à. Cam. Ào ào riết quen giờ cần nhẹ nhẹ điềm điềm. Bị kêu kỳ liền. Ừ, bị khưởng liền. Để cái chính giữa đi nó dễ hơn. Nào. Cái chính giữa của nó đó, thường thường đục cái là ra. Tôi nói lấy cái chính giữa, ông có lấy cái hai bên không à? Chính giữa này hả? Ừ, ở chính giữa của nó đó. Đục được không? Thôi lấy đại đi. Vâng, và trò chơi chúng tôi kết thúc. Thải đá bây giờ, thải đá rồi nè. Vậy là xong một cái trò chơi nó khá là chóng vánh rồi ha. À. Chơi được gì cũng là vui rồi. Vui. Gần kết chương trình rồi. Có muốn nhắn gửi điều gì cho vợ con của mình không? Ừ, có luôn nha. Ừ. À, thì Quỳnh ơi, anh với em đã trải qua gần chục năm quen và yêu nhau và cưới nhau. Thì thật sự hai chồng mình đang rất là hạnh phúc, bởi vì cô con gái rất là dễ thương và đáng yêu. Anh hy vọng là không những 10 năm mà đến quãng đời còn lại chúng ta vẫn như vậy. Và hai chồng mình sẽ cố gắng nuôi những đứa con thật là giỏi cũng như là ngoan và nên người. Chỉ như vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi, không cần gì hơn nữa. Tuyệt vời. Đàn ông chúng ta cũng chỉ cần như vậy thôi. Một vợ, hai con, ba lầu và bốn bánh. Có được hết chưa?
rồi luôn. Ừ. quá là viên mãn luôn mà còn gì nữa nè, đúng không? Rất là cảm ơn. Đồng Nai. Chỗ độc. Trời ơi, vậy là gần nhà luôn rồi. Đồng Hương. Đồng Nai luôn hả? Dạ không, Bình Dương. Ủa, bé em có duyên. Nhớ em xuyên có duyên. À, rồi coi như là cống bầu không biết. Dạ, thế sao mà tự nhiên em đi vô trống em cắt lúa mà em buồn ngủ mới sáng sớm mà. Cái em buồn ngủ quá, em không biết làm sao hết. Cái em mới đi lên xe bò. Trốn ngủ. Dạ, lên xe bò trốn ngủ. Cái bác ba mới lên, bác ba thấy nằm xe bò thì bác ba mới xuống nói với ông xã. Thì nói bộ hình như con Phượng nó bệnh hay sao á. Mày lên mày kêu nó về đi. Chà chồng mới lên kêu là thôi bộ bệnh hay sao đi về. Mà lúc mình không có biết thì thấy con người nó khó chịu, nó kỳ cục. Thế em cũng nghe là em đi về. Thì đi về phải đi đường đi bộ. Chị thấy đi bộ xa lắm. Thì em mới gặp cái chị đó, chị cũng ở cùng xóm. Chị biết cha ba Lâm thì mới nói ủa sao sáng đi đâu về vậy. Cái em mới nói là đi ruộng về. Cái em vô xin nước uống. Cái tự nhiên nằm ngủ quên trên vạt người ta chị thấy. Mà nó buồn ngủ đâu trong ruột có chị thấy em không biết. Bữa sáng vậy em ngủ vậy em cầm cái bàn chải xúc miệng làm ngủ gục rồi. Chị em ngủ thôi. Chị buồn ngủ thôi chị, em mới buồn ngủ cách lạ lùng mà không biết tưởng là mình bệnh hay sao thôi. Chị thấy em ngủ ngon chứ lại không kêu. Thì cho tới chiều, xế chiều thì em... Ngủ tới chiều, trời, ngủ dữ vậy. Chiều luôn hả? Là công chúa ngủ trong rừng vậy đó em. Chờ hoàng tử tới hung. Chiều thì cha bảo Lâm mới quýnh xe bò lúa về. Thì mới về tới nhà hỏi má có mua thuốc Phượng uống không má. Là tưởng đâu là em bệnh. Thì bà nội mới nói là không về. Bà nội nói về đâu đi với mày sáng giờ. Trời ơi, giống trong phim quá. Giống trong phim quá. Tập 1 nè. Ảnh mới giật mình, ảnh mới đi ngược tới vô dựng xe bò dựng đồ xong vác lúa rồi xuống đi ngược tới vô rừng kiếm em. Đó thì trong khi cái chị đó chỉ biết kêu em dậy thấy trời chạng vạng chứ kêu em dậy. Vậy thì em đi bộ lân tân về thì em gặp ảnh đi đụng đầu ảnh. Em cũng đi về thì mẹ chồng biết. Mẹ chồng mới hỏi nó má con không biết sao mà con buồn ngủ từ hồi mấy nay con buồn ngủ quá thì má chồng mới nghi là có bầu. Thì như hồi đó đâu có đi khám thai đâu biết gì thì em có bầu Bảo Lâm cho tới xanh luôn mới biết là con trai thôi. Trong quá trình nó có hành dữ không? Hành chị thấy em hành cho tới là phải 3 tháng đó. Ôi bữa rồi có thèm ăn không? Em cứ thèm ăn mà em ăn đậu vịt không chị thấy. Cái gì? Ăn đậu vịt. Trời ơi, ăn gì sát xanh vậy mẹ? Hồi đó giờ đâu ăn bao giờ. Em thấy đầu em sợ mà tự nhiên có bầu có Lâm là tự nhiên ăn đậu vịt không? Thấy đậu vịt là thèm gì thấy? Tự nhiên thấy đậu vịt là thèm. Bỏ y chân vịt. Thơm vịt. Bi xanh có dễ không? Rồi có bao nhiêu người hộ tống mình teo không? Chắc là cũng là con trai đầu chị ở xanh lần đầu tiên mà. Dạ. Nếu mà nói bây giờ con nó mới thấy cuộc đời của mẹ là khổ tới cái mức mà hồi đó em đi sanh nó là em sẽ đi bằng xe đạp bà ngoại chở đi. Bị vì cha Bảo Lâm là phải đi làm từ sáng tới chiều tối mới về, ngày nào cũng như ngày đó. Mà trong khi chở đồ đi thì đùm đùm đề đề đi tới huyện thì không có nổi, bà ngoại mới tấp vô trạm xá. Em sanh Bảo Lâm sanh đang giàu quá chị thấy. Đẻ ra được bao nhiêu ký mà? 3.6 kg. Trời dữ vậy đó. Anh ăn đầu vịt không mà 3.6 kg đó luôn. Chị thấy cái sao em sanh nó ra là nói chung ra là nhìn là chị cưng liền nhưng có cái miệng thì nó rộng hơn. Nó có miệng rộng thì con đàn ông miệng rộng thì sang mà. Thì con nít mà nhìn cái miệng nó rộng thì mời người lên thăm thì cứ dòm thì cứ nói là cái thằng ấy cái miệng giống mẹ rộng quá thì cứ là như vậy thôi. Nhưng mà cặp mắt của nó là đẹp lắm. Cặp mắt của Bảo Lâm mà em sanh nó ra hồi đó cặp mắt nó 2 mí rành rạnh luôn. Chứ cặp chân mày nó đậm lắm chị thấy. Giờ có dậm thêm, nó đậm thêm. Có theo thêm. Có theo thêm, chứ ngày xưa đậm rồi. Dạ đúng rồi. Giả hơn chị nuôi nó rất giả. Dạ. 3 tháng lại mới đi làm rồi. Nhưng mà làm thì hồi đó làm xanh quanh nhà không, là ruộng ở nhà là ruộng phía bên ngoại là ruộng đất đai. Bao là mình phải làm hả? Đúng rồi, làm ruộng. Làm ruộng chỉ dạ. Cũng như làm á là cũng như là ngoại có lúa có đồ thì mình làm mình ăn cơm có ngoại cứ vợ chồng đi cắt lúa đập lúa. Một năm làm 3 vụ, 2 mùa lúa, 1 mùa trồng hàng bông. Cứ vòng vòng ở đó thì Bảo Lâm nó còn nhỏ thì 3 tháng rồi đi làm rồi. Đúng rồi, 3 tháng làm. Bỏ đâu? Em bay đem nó ra ngoài cái chòi thì mình cắt bằng rơm á chị thấy thì em bỏ nó vô trong cái thao giặt đồ á chị thấy. Cái bắt đầu đem cái gói ôm ra là thấn xanh quanh cái gói cái thao. Bỏ con vô đó, nhiều khi nó bò ra. Thì nó bò ra thì em cứ la, đúng rồi em cứ la là em hù nó. Khi nó lớn chập chững rồi em cũng hù riết là nó quen, nó không có bước ra thao. Thì lúc đó Bảo Lâm nó có 9 tháng là nó đã biết đi rồi chị. Nó lẹ, bị gì chị không biết sao, bị gì ở đó là cái nền đất. Chiều mà bắt đầu trời mát rồi thì em có cái khăn, mà cái khăn đội đầu hồi xưa hồi đó ở ruộng thường mình đội lên khăn, đúng rồi, khăn đúng rồi, khăn gỗ. Khi mà chiều mát là phải gỡ cái khăn ra cái chàng vô cái nách của con để mình chàng vô cái nách mình chàng vô nách cái nách mình chờ đúng rồi cái nách mình nắm ngoài sau vậy là nó tự đi dẫn cho nó đi nách vừa có thẹo nha ôm hết bị xiết chính xác là nó đã đi rồi chị thấy là ăn thôi nôi xong là nó nói rành luôn ăn thôi nôi là đúng 12 tháng là vừa đi vừa nói rành luôn á chị vậy là nó nuôi dễ đúng rồi nuôi dễ chị bú sữa mẹ không chị thấy em hồi đó mát sữa lắm
cho Tứ và Bảo Lâm là tới ngày 21 tháng 7. Trời, nhớ từng cột mốc lịch sử luôn. Ngày 21 tháng 7 là cái ngày em bỏ bú Bảo Lâm. Bởi vì chị Thủy Tiên cái ngày đó không bao giờ em quên trong cuộc đời. Thôi nói Bảo Lâm là ngày 9 tháng 6. Là ngày 21 tháng 7 năm 90 em cháy nhà chị Thủy. Cái đó là cháy nhà hết, không còn thứ gì hết. Kể cả cả cái gì mà những hồi đó, đó là kỷ niệm hồi còn con gái, với hình cứ hình đồ là em không còn. Rồi lúc đó là mẹ con đi ra ngoài ruộng thì nhà... Em nói chị nghe là cái ngày đó, ngày 21 tháng 7 là ngày ruộng nhà cấy. 3 giờ sáng là cha Bảo Lâm đã quýnh xe bò đi rồi. Quýnh xe bò đi xuống trục trời. Hừng sáng là mờ mờ đất là em đã bầm Bảo Lâm vô gửi hoài. Em gọi Bảo Lâm đi gửi hoài. Không gửi hoài là thấy bà em rồi. Thì chơi tới 10 giờ rưỡi sáng trưa thì trên đây mới cháy nhà. Tại sao? Cái đó là chị Thủy cho tới bây giờ thì em thật sự là em không biết lý do sao nó cháy. Nhưng mà bị nhà em ở đó là ở giữa cánh đồng ruộng. Em sợ khi mà em nấu đó, hồi đó mình nấu củi gì thì nó bay nhà, đúng rồi, nhà thì nhà thiết nhưng mà dách là dách lá dừa. À, em sợ không biết khi gà nó kêu nó có bư hay là không, không biết. Tức là khi mình nấu nước này kia nọ rồi là mình đã dụi lửa hết trơn rồi, thành nghiêm chỉnh đâu đó đàng hoàng. Rồi mình mới đi, đúng mình mới phá cửa mình đúng đi. Đúng rồi, phá cửa đi. Nhưng mà trong khi đó em mới thu hoạch lúa, là nguyên một cái bồ lúa lớn lắm. Cháy luôn. Đúng rồi, cháy hết, cháy hoàn toàn, cháy không còn cái thứ gì. Rồi sau đó mình phải giải quyết cái chuyện mà mất hết tài sản, mất hết nhà cửa rồi làm sao, rồi chạy đi đâu, về bên nội hay không, về bên ngoài? Chị Thủy biết là hồi ở dưới quê là thường thường cái phong tục hồi xưa là nhất cháy nhà gì chìm ghe, không ai chứa. Đúng, cái này bây giờ mới biết. Đúng nè, rồi, em nói mình chị, cũng là dân sông nước. Đúng nè, rồi, không ai cho ở nhưng chỉ ta cho ăn, ta giúp đỡ thôi. Rồi lúc đó làm sao? Thì bắt đầu mấy cái tấm tôn mà nó cháy á, cháy queo hết rồi á chị Thủy. Cái bắt đầu nó mới nhăn nheo lại thì cha Bảo Lâm mới chặt cây xanh quanh đó. Cha Bảo Lâm mới dừng lên thì, lại. Đúng là dừng lại. Thì che đỡ mấy tấm tôn nó chồng lên. Bảo Lâm nghe cái chuyện cháy nhà nãy giờ thấy ngồi mắt đỏ que. Nó không biết đâu chị. Nó ghê hồn lắm. Đúng rồi, nó không biết đâu chị. Nó không biết. Đúng rồi. Sao Bảo Lâm? Có, cảm xúc sao con? Thằng anh hai của con, thằng con dì hai á, là bà Bảo Sơn á. Con là Bảo Lâm, Bảo Sơn. Nó nói trời ơi, nhà mày cháy vui lắm, hột gà nướng quá trời, ăn quá trời luôn. Con chỉ nhớ cái ký ức là cái hột gà nướng cái cháy nhà để thôi. Em nói chị nghe là lý do là nó nói như vậy là chị thấy thê thảm lắm. Em nói thì cái cảnh là không hình như là không tưởng tượng nổi. Ở trong nhà gà nó ấp xung quanh nhà em quá trời. Bị nhà ở đồng mà em nuôi gà được nhiều lắm. Rồi khi cháy nhà cái hột gà nó cháy đen hết, nó nướng. Mà mấy đứa con nít là nó mới lụm nó ăn. Thầy nói trời ơi, hột gà nướng ăn ngon, nướng ngon không phức chị. Nó nói là vô tình thôi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, bị con nít này cháy luôn. Thành ra gà, hột gà nó cũng cháy như vậy. À, qua thời gian đó bắt đầu nó đi học mẫu giáo. Mẫu giáo. Gia đình khổ thì khổ nhưng cái học hành của Bảo Lâm là trên hết. À, đúng rồi, cha Bảo Lâm rất là quan trọng cái việc học hành của con. Nhưng mà thành lúc mà đi học rồi có quậy phá rồi có lanh lẹ rồi có hát có múa rồi. Chị Thủy nó 3 tuổi, 4 tuổi là nó lắc vòng. Mấy tuổi lắc vòng? 3 tuổi, 4 tuổi là nó đã lắc vòng. Cái vòng của ai ta? Vòng gì sao? Cái vòng của gì? Người thứ 6 là gì đó, kiểu như con nhà có nhà con gái mà hay sợ mập mà hay lắc vòng. Nhưng mà lắc vòng em nói thiệt chứ chị, cái nó điêu luyện trai, đúng rồi, điêu luyện nha chị Thủy. Cô Thủy cái này con nhớ không? Cái là nhà mà có khách đấy. Nhà mà có khách tới là kêu Bảo Lâm lắc vòng phải chứ em, lắc vòng là đang biểu diễn nè, lắc nè, lắc từ dưới chân lên nha, lên đây rồi lắc lên đây, cái lắc đùi thì lắc hông, lắc cổ, lắc tay, lắc đầu, lắc được hết luôn. Không ai dạy, nó đã có năng khiếu hồi nào em không biết, nhưng mà hồi đó mình không có nghĩ là cái năng khiếu, cứ thấy là thấy phái. Rồi ngoài lắc vòng ra nó có ca hát múa rồi nó con cái là nó ẹo ẹo đi ẹo ẹo. Nhưng mà hồi lúc có chị Thủy cho mình đi học mẫu giáo á, là lúc nào là múa là còn con gái không có bộ, nó con trai thôi. Nó múa không ai múa lại, không ai múa lại mà múa nhịp nhàng mà điệu lắm. Nhớ luôn, hai bàn tay của em. Đúng rồi, đúng em rồi. Mua đúng cho bàn, mẹ đúng, xem đúng rồi, hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Đúng rồi, khi em giơ tay lên có một mình ảnh là con trai thôi. Con có thích chơi với con gái không? Đúng rồi, chơi với con gái không chị? Đó thôi chưa? Đúng rồi, chơi cúp bế rồi, chơi với con gái không có, chơi bế chơi nhà trời rồi không ai chơi lại. Phát động phong trào tự xây nhà, rủ tụi nó về chơi đầm bấy rồi. Chị thấy nó làm nó đó giờ là đặc biệt, không bao giờ quýnh lộn lão. Bị tao quýnh không? Không bao giờ chơi bút bế thì quýnh lộn không bao giờ chị thấy chơi bút bế. Nhưng mà hình như nó cái tánh, cái bản tánh nó hiền chứ nó quen rồi. Bây giờ chơi với con gái rồi nè, rồi là tham gia văn nghệ rồi kia nọ, nhưng mà khỏi là học giỏi không nè. Bảo Lâm học giỏi là học từ giỏi từ năm mẫu giáo cho đến hết cấp 2. Bảy lớp 6 là hết giỏi rồi. Sao vậy? Sao vậy? Như là cũng ta cũng nói được, là được thôi, nhưng không có còn học sinh giỏi lúc là tiên tiến á chị. Rồi tham gia nhà trường năm lớp 10. Dạ, nhưng mà tham gia rồi hoạt động nhà trường dữ dội lắm hả con? Dữ dội không ai làm lại.
hát hò đồ, diễn kịch đồ, cười banh rạp. Nhưng mà con học con bị mất cân bản hết. Nhưng mà lúc nào con học sinh kháng hết, tại con đi học con cặp dê rất là giỏi luôn. Vì cái bàn ở đây mà con cặp dê con liếc qua tới bên kia mà. Trời ơi. Sao con thấy được? Nó đi học cấp 3 là nó thân với một đứa con gái mà con nhỏ đó là học giỏi kinh khủng. Nó kêu em bằng mẹ không? Thì bắt đầu thân với bé đó là nhờ nghe nói là à, mẹ thằng Lâm nó học toàn cặp dê con không á mẹ. Con nói hả, con dấu phẩy con cặp dê, dấu chấm. Ông thầy ông nói Lâm, tại sao con Uyên nó chấm em cũng chấm mà con Uyên nó xuống hàng em cũng xuống hàng. Nó thổi thầy thầy sao á, nó là con cãi cái miệng xanh xỏn mà cặp dê xuất sắc luôn con. Con bắt đầu tới năm cấp 3 là bị nó bị đi học phụ huynh học sinh thì lúc nào cũng bị mắng vốn. Tại sao cái nó nói chuyện nhiều chị? Cái nó nói chuyện nhiều chị. Nó đi vô trong trường đó là cứ mà không có bao giờ mắng vốn vụ gì hết, không có hỗn hào, không có gì hết, mà chỉ có cái là nói chuyện. Thầy cô nói là cứ nói ra là không cần phải dòm là đã biết nói rồi, cái tiếng của nó là nó rất là rõ ràng mà nó lớn hơn người ta, cái tiếng lớn lắm. Thế là mà nói gì con? Nói gì ở trong lớp lấy kiến nặng bụng trời, rồi móc khóe trời, không học bị mất căn bản, em không biết cái gì luôn thầy. Trong trường là có đóng kịch đóng ơ gì trong cấp 3 không con? Có, con năng khiếu gì lắm, nổi tiếng luôn, nổi tiếng lớp phó dân hải mỹ đồ. Nhưng mà thật ra lúc đó là có cái đầu là đã muốn đi theo nghề chưa Lâm? Chưa. Như vậy sao xong số 12 là con thi vô trường sân khấu? Tại năm đó con thấy tụi nó mua hồ sơ của trời đứa đâu, con thi trường kinh tế tỉnh nội, con không biết cái thư gì, quá học quá ngu. Mà bây giờ thấy tụi nó mua hồ sơ, bây giờ mình phải ráng mình mua hồ sơ để điền vô cái gì đó. Hoang mang quá hơn. Hoang mang, lúc đó hoang mang không có biết trong đầu là gì, mà lúc đó không nghĩ đường ảnh nó xấu, cái mặt tròn ủm nè, mặt gì nè. Cái mặt này ra. Nè cái mặt mũi nè. Này là 12 hả? Đúng là 12 nè. Này lớp 11. Cái này lớp 11. Rồi cái đầu tư vấn đồ hỏi thi trường sân khấu, tụi trời mỏ trời mặt mày vậy thi trường sân khấu. Rồi cũng đó, xong rồi cũng quyết định thi sân khấu. Không còn đường lựa chọn nữa. Bảo Lâm nó tốt nghiệp lớp 12 là năm 2007. Nó thi vô trường sân khấu điện ảnh là nó rớt năm đầu tiên. Đúng năm đầu tiên nó đi học là kế toán 2 năm. Kế toán nè. Kế toán 2 năm. Bây giờ cũng mới nói mẹ nè, mẹ nhớ lúc con học kế toán con chở con Quốc đi học không? Có nghĩa là đi học không có biết cái gì hết trơn, trời mà sợ mẹ, sợ cha. Yeah. Xong rồi sáng sớm đưa em đi học xong rồi nói mẹ đi học nhưng mà vô quán cà phê ngủ. Trời ơi. Ngủ tới chiều cái đi về ngày nào cũng vậy. Ở xưa thấy chứ không có nghề gì, nghề điện. Điện mà sửa điện không được em. Rồi thợ hàng mà ngày nào cũng đắp dưa chuột hết rồi bắn thợ hàng nó nám mặt sao em. Tại sao ngày nào cũng đắp dưa chuột? Ý thức làm đẹp hả? Ý thức làm đẹp thì mê đẹp cô. Mê đẹp, mê tập gym mà tối nhìn vô. Tập dữ lắm chị, ban ngày trưa nắng chang chang, cái nó mặc cái áo mưa ở trong mình đó. Cái mặc cái áo gió ở ngoài. Khi mà về là cái bắt đầu con mới nói với cha Bảo Lâm, nói cái thằng Tí này làm như nó không được bình thường. Chị thấy trời nắng chang chang mà có mưa chứ đúng không chị thấy, mà mình đâu có biết là con nó tập trạng cho nó quậy hình nó đẹp hay là như thế nào mình không biết. Là ổng chảy chuốt mình không biết. Mà năm đó là thi trường sân khấu chưa con? Thi rớt chưa? Rớt à, chưa thi. Rớt vâng. Rớt, rớt đúng rồi, rớt. Ý chí ghê lắm cô. Thi lại lần 2. Thi lại lần 2. Mấy năm sau mới thi lại lần 2. Học kế toán 2 năm, học kế toán trong sự mù mịt. À. Đóng tiền thường xuyên. Cha Bảo Lâm là quan trọng cái gì? Thống kê, đại số thống kê. Bất cứ giá nào cũng phải học. Cha nói vậy, phải học. Ở nhà nghề nông như Bảo Lâm nó đâu có biết làm cái gì ở ruộng đâu chị. Không có biết tới cái cuốc, cái cày, không có biết tới cắt lúa, không biết mà dẫn một con bò. Là lý do là cha Bảo Lâm không cho. Dễ thương quá, tức là cha mẹ đúng rồi. Nói là cứ chăm chăm để cho học. Bảo Lâm đó là làm một cái nghề bình thường. Đúng rồi. Xong rồi ảnh thì cứ lo chăm chút về sắc đẹp của mình. Xong rồi muốn thi trường sân khấu. Rồi bao giờ con thi lại thì đậu đúng không? Thi lại đậu trung cấp cô. Rồi chừng nào con mới làm đẹp vậy Bảo Lâm? Mới làm đó đẹp. Là ngày xưa là chứ chưa có tiền đi qua quán gì sáo làm. Đi làm và phục vụ rồi đó. Tháng 800 ngàn bạc dám để 1,2 triệu tẩy trắng răng. Tại ngày xưa con thấy trên mặt có cái tẩy trắng răng lại rẻ nhất thôi. Không có gì sửa mũi cũng mấy chục triệu, cứ suy nghĩ trong đầu. Rồi bây giờ muốn đẹp hơn thì chỉ có tẩy trắng răng là nó rẻ nhất thôi. Yeah. Ngày xưa không có tiền tẩy răng em, cái mình ra cái bự trúc á. Yeah. Anh lấy cây trúc á, anh chặt cây trúc á. Cái anh đập cho tư cái đầu của em. Rồi sao? Ngồi chà răng hiểu không? Trời Phật ơi. Trời ơi ngồi tưa máu lên làm đẹp. Cũng có tưa máu tóc núi mấy lần nhưng mà vì đam mê cứ nghĩ là cái răng nó trắng là sẽ đẹp. Nhưng mà tẩy ra cũng không có đẹp em. Mà đó anh cứ ngồi anh đội kiến của anh kéo cái mũi kéo cái càm, anh cứ làm thích cái gương mặt của mình phải đẹp em. Mũi lúc đó còn 6 mũi luôn cô. Bài tập mà đúng không? Con nói từ đây mà con chạy bộ chỗ nào cũng chạy được hết trơn, trời chú ý là đẹp trong đầu con, đẹp 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 và đẹp. Và nhưng mà vô trường thi sân khấu là con đẹp chưa? Chưa đẹp luôn. À. Tại vì năm đó thi là hình như thiếu thí sinh hay gì đó, dàn cao đẳng đậu trơn. Rồi cái trường quyết định chọn 2-3 lớp trung cấp đó. Rồi đậu mà rớt đứa cuối cùng, đứa thứ hai đó vô trường. Mừng rớt nước mắt về. Trời ơi, đại tiệc linh thì có được tiệc không? Có không? Có, trời ơi. À, tức là khi nó đậu thì ở nhà vẫn mừng. Vẫn mừng. Cho dù là nó học ở trường sân khấu vẫn mừng. À.
mình lên sân trường sân khấu rồi thì nó được bắt đi xe Honda, chị bắt đầu em đi xe Honda, đi xe rốt là ban đầu đi ban đầu năm đầu rớt rồi đi xe đạp bắn nóng rồi đi đạp chạy ngày nào cũng đạp nhớ đi ngang cái cầu Văn Thánh lượm được chiếc đa bông rồi mình rớt mắt đang chạy mồ hôi dữ nhại đúng được đang đạp mà không có tiền không biết bà bông bà nào rớt chạy tung tung rớt không thấy đang chạy em tự nhiên thấy gì chiếu mắt em cái nhìn tưởng là cục đá chiếu cái tự ngừng lại thấy chiếc đa bông em rồi lượm mừng quá trời luôn chạy trên sân khấu bán kế bên trên sân khấu luôn cái bà bán vàng bây giờ ngay trên sân khấu 125 Cống Quỳnh đó bán được 800.000 lúc mẹ không biết đâu thôi nhưng mà làm sao 800.000 đưa mua đủ chiếc xe gì chưa trời ơi từ chỗ xưa xe mới xe con quá từ rồi đầu vô trường sân khấu rồi đi xe rút sướng ha vừa đậu một cái là cha mẹ mua liền cho chiếc xe thủy thuyết không hồi lúc là nó con vừa tốt nghiệp lớp 12 là đủ vừa đủ tuổi là em mua cho nó chiếc xe Novo bán mấy con bò mấy con bò là nhiều lắm như vậy là nó cởi bò đó đúng rồi thờ chiếc xe Novo mồ hôi nước mắt của cha mẹ thờ chiếc xe Novo là mua 30 mấy triệu mà thờ xe Novo một đèn nha bán mấy con bò thì mấy con bò em nhớ lúc đó cũng nhiều chị mấy con bò mới được xe Novo một đàn bò đúng đó, đàn bò đó xong đấy. Rồi cái chị biết không cái bắt đầu nó mới đi học xong thì chiếc xe Novo nó hao xăng quá không có tiền đủ xăng bán bò nữa đúng rồi cái gì mới nói với mẹ cái xe Novo hao xăng quá thì em mới nói với cha Bảo Lâm anh mua cho con chiếc xe số đặng nó đi học cho đừng có hao xăng thì cha mới mua cho chiếc xe Sirius là bán bò nữa bán bò nữa à, lúc Bảo Lâm đang học trường sân khấu mà chị Thủy tin không em dám treo giải cho Bảo Lâm nếu con đậu trường sân khấu mẹ sẽ mua cho con chiếc xe Honda mà mắc nhất chị hỏi nó là chiếc nào mắc nhất nó nói mẹ mày mua cho con chiếc xe SH là chiếc có cái dòng cao nhất lúc em mua là 9.001 đô là lúc là 196 triệu khủng khiếp về làm giấy tờ làm bản số đẹp ra luôn là đúng 200 triệu đẹp luôn đúng một xào đất chiếc xe đó là 2012 là hiện bây giờ vẫn còn trùm mền ở mới nhà tinh. Còn mới cắt chỉ luôn chứ bán không bán không cho nó chạy trên này không có đem đi thành phố rủi ro là đi đó là rất nguy hiểm chiếc xe sơ hở là sẽ mất con ơi con đi học quá tốn kém nguyên một đàn bò này cái đàn bò khác giờ hết bò tới bán nguyên rồi sao bây đó. Giờ đến đất đai bán là tiền của cha mẹ không đúng quá rồi. Nhiều tội bây giờ tới cái chuyện con sửa mặt tiền ai mặt hả mặt cũng của mẹ luôn sợi dây chuyền đó chị Thủy chị ở đâu ra bán dây chuyền đấy bán dây chuyền để sửa cái lỗ mũi nó là khi lớn lên cưng lắm chị Thủy đeo dây chuyền mà cái thần nếu mà ở dưới quê là mới thiệt chị là con mà tầm đó mà em cho xe đi truyền truyền bạch kim là chị biết thằng đó ông ai đeo đâu đeo bạch kim em cho mua sắm cho chị xe cái xe đi truyền bạch kim trời hot boy Long Thành nha quỳnh chịu không nổi là vụ đó nha rồi tiếp đi thì khi học trường sân khấu điện ảnh thì không có dám nói với mẹ là xin tiền để sửa mũi thì mới dám cả gan bán sợi dây chuyền nói bán hả bán sợi dây chuyền đang sửa cái lỗ mũi nhưng mà thiệt tình em không biết nó bán sợi dây chuyền cái sửa mũi em tưởng là tiền con nó đi làm được trộn đầu tiền xô đầu ra đó khi em phát hiện sợi dây chuyền mất thì em mới hỏi tí ơi sợi dây chuyền của con đâu rồi hổng nay mà em thấy đeo thì nó con gắn lên cái lỗ mũi rồi mà nó nói một cách tự nhiên vậy chị nó gắn lên cái lỗ mũi chứ nó không có nói bán mà nó nói con gắn lên cái lỗ mũi rồi mà thấy thương lắm thỏ thẻ mẹ con nói mẹ nghe nè mẹ thì thương con, hả con không có phá bây giờ con sao con phải đèm làm cho đẹp con mới bằng ra tiền chị nhưng mà tôi sửa mũi nó đẹp mà đúng là chị cái lúc mà nó sửa mũi lúc đó là lên là em vừa cỡ xe lên em gặp nó là em khóc chị Thủy em mới thấy nó khác quá nó không có phải như thằng con mình hồi đó thì nó khác hẳn luôn mà khi nó còn sưng ấy chị Thủy cái tự nhiên em khóc chị Thủy em thấy là em quảng hồn em khóc em nói trời ơi sao mà giờ con sửa như vậy mẹ thấy làm như là nó mất cái duyên nữa sửa mũi rồi cứ nghĩ đi làm diễn viên được nhưng không em cuộc đời đưa đẩy em không cho mũi cao không quyết định được gì hết trơn trời nha sửa tới cái càm bán chiếc nhẫn sửa tới cái càm luôn làm cái đủ bộ luôn em hiểu không tức là khi mà cái mặt mình bình thường mình làm cái mũi lên tự cái mặt nó bị kỳ quá mũi thì quá cao mà cái cằm nó ngắn ngủn con két mà lúc đó mẹ cho chiếc nhẫn xe chuyền xe chuyền bán gắn mũi rồi thì bây giờ lấy nhẫn gắn cằm luôn đồn xong mặt hài hòa xinh đẹp xong đúng lửa nhưng mà đến lúc mà nó nổi tiếng Chùa Xuyên Việt đúng không con? 2015 là Bảo Lâm nó tốt nghiệp trường sân khấu là ra ngay 2012 nó ngày đăng quang tới ngày 12 tháng 6 2015 đây cô Thủy chấm luôn đây nó chấm nè đúng rồi chấm nó rồi Chùa Xuyên Việt cái xuất rồi nhà ba là nó đóng vai thằng bòm rồi đúng rồi cái ngày mà đi lên ngày con đăng quang em lên tới mà em không nghĩ là khi mà đăng quang mà người ta ham mộ tới cái thằng đó bị mình dưới quê không có rành chị Thủy em nghĩ là nó tưởng tưởng nó là bình thường thì cái ngày đó em vẫn đi làm bình thường tới 7 chiếc xe ở nhà đang đợi em
Con mướn 7 chiếc xe luôn hả cô? Dòng cái đó là dòng họ, ở chung ở nhà ai cũng có xe hơi. Bên nội bên ngoại ai cũng có xe hơi. Thì đi thì trong khi đi lên là coi thì mấy cô mấy chú rồi ai cũng nghĩ ai cũng chuẩn bị một bó hoa tặng lên tặng cho bó Lâm, thì cũng có chuẩn bị cho em một bó. Thì khi mà con nó ngày nó đăng quang thì vừa đăng quang xong thì tình định lên tặng cho con, mà thật sự em không thể nào lên được chị Thủy, quá đông rồi, đúng rồi. Sáng hôm sau em vẫn đi làm bình thường thì 6 giờ mấy rưỡi là em đã vô tới công ty rồi. Thì lúc đó tự nhiên em y như người nổi tiếng luôn á chị. Em nói thiệt á chị Thủy là em không hình dung ra được như vậy. Ai cũng hỏi hỏi nhiều lắm, hỏi mà lúc đó em nói chuyện đi vô là nói cho chuyện con em không, mà ai cũng bu em hỏi hết trơn. Cái cảm giác ở trong đời đó nó sẽ theo mình suốt cả cuộc đời cho đến khi đúng, nào đúng mà rồi, mình nhắm mắt đúng không vậy? Tại vì cái đó là cái hạnh phúc để mà mình được bù đắp cả một cái quãng đời mình hy sinh cho nó. Đúng rồi, em nói sẵn đây em nói cho chị Thủy biết là Bảo Lâm nó có cái bản tánh là không bao giờ phe, không bao giờ sợ xấu hổ gì mẹ. Lý do là mẹ cực khổ hoặc mẹ xấu xí hay là mẹ không sửa sạn là Bảo Lâm dứt khoát là cái đó là cái em thần tượng con em nhất. Yeah. Đúng. Bởi vì trong khi mỗi khi em lên á là thường thường Bảo Lâm hay nói là mẹ đi mua dây chai về nói với bạn, trong khi đó là mấy đứa em lên là mấy đứa bạn nói mẹ cái bộ mẹ đi mua dây chai về rồi mẹ mới lên hả mẹ, có hỏi ai nói con. Nói Bảo Lâm nói mẹ tao cứ giờ còn phải đi mua dây chai chưa có lên đâu. Lúc đó nó cũng không có nói với mẹ là mẹ đi làm công nhân này nọ, lúc nào nó cũng nói là mẹ khổ này nọ, nhà tao không có tiền là nó không có tiền, nay mẹ đi mượn tiền cho. Dạ đúng rồi, được cái nước thương là cái kỷ niệm là Bảo Lâm lúc nào cũng ngủ với mẹ với cha. Là em đi làm công ty về là em phải lộ hai con mắt ra, em dòm coi thằng nào thằng cha thằng nào con. Đúng rồi, hai người bằng nhau hết, mấy người cha con bằng nhau. Thì em mới dòm em nói tí ơi mẹ về rồi con vô phòng ngủ đi con. Thì chỉ có nó trả lời với một cách dễ cưng lắm. Mẹ con nói mẹ nghe nè mẹ, ngủ ở đây ngủ chung hết cho đỡ tốn tiền quạt máy. Được nước tính tiền lý do đó mà. Đúng rồi, nó chị được cái thương nó chị. Mỗi khi em rước con hay đi học hay gì cũng vậy nữa, không bao giờ chở em mà để mẹ chở. Mẹ chở đặng ngồi ngoài sau ôm, ngồi ngoài sau ôm đặng măng mi chị. Chứ bắt lỗi mẹ. Ở nhà là em ngọt lắm chị Thủy. Em nói chuyện với cha, cha Bảo Lâm kêu em ơi là em dạ. Chị nó nói mẹ con nói mẹ nghe nè, cha kêu con á thì con dạ, còn cha kêu mẹ là mẹ đừng có dạ. Cái hỏi giờ mẹ nói sao, cha kêu em ơi thì mẹ phải hỏi cái gì đó anh. Trời ơi. Ồ, chị biết không, mi lớn thì nó cứ bắt lỗi từ ly, nó bắt lỗi em á chị. Nhiều khi mỗi khi em nói gì là bắt lỗi. Dạ dạ, dạ là đúng rồi cô. Đúng rồi đó, nó bắt lỗi. Dạ là đúng rồi. Anh Lâm còn những cái bí mật nào mà coi như là khán giả đại chúng mà chưa biết nhiều? Trời ơi, một khán giả đại chúng rồi, ai biết giờ em. Nãy giờ bao nhiêu tội của nó còn chưa đủ rồi, con còn biết hai nữa. Nữa con, nữa con. Tội nó nhiều quá mà. Nó có ngăn nắp không? Giờ ở riêng rồi. Bảo Lâm nó không ngăn nắp từ lúc nó đã chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp 12. Tối ngày cái ôm cuốn tập là học là khỏi bằng công chuyện. Ngủ không em? Làm không bằng công chuyện. Chị biết không, bắt đầu về bất cứ giờ phút nào là về nhà là cứ hỏi tí sao con không bằng công chuyện này, mẹ con mất học bài mà cầm hỏi chuyện lộ xấu ra nữa rồi cái chuyện hỏi gì vậy, vô phòng ngủ em. Là từ đó là bắt đầu không còn ngăn nắp nữa, là bắt đầu tập trung vô cái học. Nhưng mà ở nhà đó bây giờ nó nói nhiều nè, nhưng mà ở nhà nó có nói nhiều không, chị Thủy? Không, không có nói nha chị Thủy. Em nói hỏi chị Thủy trước mặt nó hồi đó đến bây giờ luôn á. Đúng rồi, nó về cái gì nói với mẹ là thỏ thẻ, nói là nói nghiêm túc. Đúng rồi, chứ không bao giờ mà nói trửng giỡn là không bao giờ có. Kể cả không bao giờ thấy nó ca ở nhà bao giờ. Em thật sự không nghe nó lúc ca mà luôn. Con diễn trên tivi ai cũng bất ngờ hết. Đúng rồi, ai cũng ở bất ngờ. Ca kiếp gì ở nhà đi học làm lì không à. Thì nhân chương trình này, bạn là luôn luôn bạn nói dạ mọi rồi. Người là thường nhân đó. Cái chương trình này có nói cái gì không? Có bạn gì quá không? Nhiều tội thì lỗi. Nói thôi. Đúng bạn ngày. Ơi, bây giờ mới thấy cái sự khó khăn của những khách mời ngồi đây. Đúng rồi. À, thì thường thường là con nhà con không bao giờ nói mà thương mẹ thương ơ vậy chứ. Không bao giờ luôn hả? Không bao giờ. Nhưng mà báo hiếu thì vẫn có báo hiếu nha. Dạ. Còn nói thì không có nói được. Thì cái thời gian này là cái thời gian mà con nghĩ là cha với mẹ nên nghỉ dưỡng đi. Tại vì khi mà về thấy mẹ nhà mẹ nấu cơm rồi mẹ chăm sóc mấy cây kiển á, tự nhiên cảm thấy hạnh phúc lắm. Còn cha thì ổng đi tập thể dục rồi ổng đi nhiều chuyện với người này người kia, tự nhiên cảm giác rất là hạnh phúc á. Hy vọng là mẹ đừng lo nghĩ gì nữa, chỉ vui vẻ an hưởng tuổi già thôi. Thì con thì bây giờ chắc chắn là mẹ đã thấy ổn rồi, thì con sẽ nuôi em giúp đỡ cho gia đình mình lúc nào cũng vui vẻ. Còn nhiệm vụ cha mẹ là bây giờ chỉ cần vui vẻ là con với quốc hạnh phúc rồi. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Cảm ơn con.
con. Mẹ muốn nhắn gửi gì cho nó không? Nó tội nhiều lắm rồi đó. Dạ, như sẵn qua đây chương trình, em chỉ muốn nhắc cho con là hiện bây giờ tên tuổi của con là niềm hãnh diện của gia đình. Vì vậy mẹ muốn con làm bất cứ thứ gì là con cũng phải cân nhắc cho thật kỹ, để không phụ lòng những người đã yêu thương mới mến con. Thì ý như là mẹ chỉ muốn con là như vậy. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Thì hy vọng chương trình này là một cái kỷ niệm của con với mẹ, để sau này khi mà mẹ lớn, mẹ ở nhà, cái mẹ dòm được cái clip này, con mẹ có kỷ niệm. Thì thường thường nhà không bao giờ nói hết. Thì ngày hôm nay nhờ cái chương trình Con Tôi Vô Số Tội thì mẹ mới kể những cái câu chuyện, những lời quá khứ mà hồi đó con không biết, đến bây giờ con mới biết luôn. Cảm ơn mẹ rất nhiều, cảm ơn chương trình rất là nhiều.